Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán thời cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay thì nhà mình lại về rất nhiều được củ là sạc nhanh 18W của LG các bạn nhé. Sạc này là sạc LG chính hãng luôn. Nên là các bạn cứ yên tâm mua sản phẩm là sạc nhanh của LG 18W các bạn nhé. Đấy, Slang Flash Gen này, sạc nhanh này. Đấy, sạc nhanh 18W của LG các bạn nhé. Sạc này cực kỳ là phê, tuyệt vời luôn. Thì là vừa xong thì mình cũng đã test qua những cái sạc nhanh của LG vào trên máy LG mình. Sạc cực kỳ là nhanh luôn, sướng lắm. Sạc một lúc lên mấy chục phần trăm pin các bạn, lên nhanh lắm. Nói chung các bạn mua cái sạc LG cực kỳ là sướng luôn. Bình thường bán sản phẩm LG ra bên mình thì mình sẽ tặng một cục sạc thường các bạn nhé. Thì là bạn nào mà chưa có cục sạc nhanh của LG này, hoặc là muốn mua thêm cục sạc nhanh của LG này, thì ở clip ngày hôm nay ấy, ở clip ngày hôm nay thì là những bạn nào mà mua hàng bên mình rồi ấy, thì mình vừa bán vừa tri ân cho bạn, coi như là không tính lãi. Nói chung là mình không tính lãi liếc gì đâu, mình không tính lãi gì đâu. Đấy, mình không tính lãi các bạn nhé. Đấy, mình không tính lãi những sản phẩm mà cục sạc này đâu. Mình sẽ vừa bán vừa tri ân cho các bạn là với giá là 50.000 các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá là 50.000 đồng thôi, các bạn là sở hữu một củ sạc nhanh chính hãng của LG 18W các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà mua những sản phẩm là LG V50 bên mình thì là các bạn có thể đặt một củ sạc nhanh của LG này các bạn nhá. Thì mình cũng có ship cô cho các bạn, coi như là gì nhỉ, cục sạc nhanh này mình cũng có ship cô 3 miền cho các bạn nhá. Đấy, đấy có 50.000 thôi, còn phí ship các bạn phải tự trả nhá. Bình thường củ này mình bán ra là mình bán là không có lãi này, mình bán ra các bạn là 50.000 là không có lãi, còn phí ship chắc mất tầm mấy chục nghìn thôi, thì các bạn phải chịu nhá. Đấy, phí chút mất rẻ lắm, tầm độ 20.000 thôi, 20.000, 30.000 thôi, tùy theo là xa hay gần các bạn nhé. Đấy, củ sạc LG này thì mất 20.000, 30.000 các bạn nhé. Đấy, 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 củ sạc nhanh chính hãng này. Mình sẽ cắm là sạc test thử cho bạn xem nhá. Sạc nhanh chính hãng. Đây, mình vừa cắm một ổ rồi thì mình sẽ cắm vào luôn. Mình vừa sạc nhanh các bạn ạ. Lên nhanh pin kinh khủng luôn các bạn ạ. Sạc nhanh chính hãng nó khác hẳn luôn các bạn. Mà cảm giác nó vào cái máy nó nhanh. Mà cái củ sạc này, trong khi sạc nó cảm giác là không nóng các bạn ạ, dùng rất là sướng ấy. Đấy, của sạc nhanh của LG này, sạc nhanh chính hãng các bạn nhé, 18W luôn. Đấy, đấy, bạn nào mà có nhu cầu có như là mua máy bên mình mà chưa có được là cục sạc nhanh này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình đặt hàng các bạn nhé. Thì là bình thường cái củ sạc nhanh này trên thị trường là bán ra cực kỳ là đắt. Đấy, ít nhất các bạn mà lên, nếu mà các bạn lên Shopee mua thì các bạn phải mất tầm độ 150 đến là 200.000. đấy, nhưng mà ở shop mình hôm nay mình sẽ bán cho bạn một củ sạc nhanh này chỉ với giá 50.000 đồng các bạn nhé. Củ sạc nhanh chính hãng của LG luôn. Đấy, chứ không phải là củ fake hay củ lô gì các bạn nhé. Và các bạn về là các bạn cắm luôn vào cái dây của các bạn nhé. Đấy, bình thường bán ra thì mình cũng có tặng kèm các bạn một cái dây tip C này, các bạn chỉ cần cắm cái củ sạc nhanh này vào cái coi như là cái dây tip C của các bạn nhé, là các bạn là đã có sạc nhanh các bạn nhé. Đấy, đấy. Đấy, hôm nay thì mình vừa bán vừa chiên cho bạn với giá chỉ với giá 50.000 đồng các bạn nhá. Đấy, củ sạc nhanh LG chính hãng 18W. Đấy, đây, flashing 50.000 đồng các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sạc bằng củ sạc nhanh chính hãng LG thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhá. Mình có ship cô 3 miền nên các bạn yên tâm nhá. Hoặc các bạn nào gần các bạn thì trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để mua củ sạc nhanh LG này các bạn nhá. Đấy, rất là ok các bạn nhá. Đấy, xin chào và hẹn lại các bạn nhá.